Cathy Uyên tung ảnh hạnh phúc bên chồng doanh nhân, bụng bầu vượt mặt gây chú ý. Hình ảnh mới nhất của Cathy Uyên đang được nhiều người quan tâm. Nữ diễn viên đã cùng chồng doanh nhân Vũ Ly Việt chụp bộ ảnh bầu trước ngày vượt cạn, nhan sắc người đẹp gây chú ý. Cathy Uyên là nữ diễn viên đình đám trong rất nhiều phim điện ảnh Việt Nam. Cô nàng sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ với loạt phim Để Mai Tính, Âm Mưu Giày Gót Nhọn, Em Chưa 18. Sinh năm 1981, nhưng đến hiện tại nữ diễn viên mới tìm bến đỗ riêng cho mình, nhưng tốc độ nhanh chóng hơn hẳn khi cô nàng thông báo đã mang thai. Mới đây, trên trang cá nhân của Cathy Uyên vừa đăng tải khung ảnh hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên phim Để Mai Tính khoe bụng bầu vượt mặt ở những tháng cuối thai kỳ, khiến dân tình suýt xoa. Trước đó, Cathy Uyên cũng gây xúc động khi nói về nhóc tì như là một món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật của mình. Chia sẻ khung ảnh, nữ diễn viên viết: "Always by my side, love you Mr. Husband." Tạm dịch: "Luôn bên cạnh em, yêu anh chồng." Được biết, hồi tháng 2 năm ngoái, Cathy Uyên đã đính hôn cùng doanh nhân Vũ Ly Việt. Cả hai đã có khoảng thời gian 2 năm hẹn hò và đi đến kết cục viên mãn. Cô được bạn trai chăm sóc chu đáo trong thời gian sắp lên chức làm mẹ. Sức khỏe trong thai kỳ của Cathy Uyên cũng ổn định, nữ diễn viên tăng khoảng 3kg. "Tôi đang sắp xếp công việc ổn thỏa để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ thai sản. Hiện tôi được bạn trai chăm sóc chu đáo." Trong quá khứ, Cathy Uyên từng có mối tình hạnh phúc với đạo diễn gốc Việt thành danh tại Hollywood. Cả hai cũng đã tính đến chuyện đám cưới, nhưng vì nhiều lý do không thể đi chung đường được nữa. Trong khoảng thời gian chia tay, nữ diễn viên đã gặp nhiều vấn đề. Cô cho biết có lẽ ai cũng phải đau khổ vì tình, sau đó mới đứng lên và rút ra những bài học kinh nghiệm. Sau những lần vấp ngã, người đẹp rút ra kinh nghiệm, đàn ông nào cũng luôn muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc. Và người phụ nữ muốn mình hạnh phúc thì không nên ngồi một chỗ mà hãy tự vẽ ra cho người đàn ông của mình một cái bản đồ và khiến họ làm theo. Nhờ cách này, một nửa của mình sẽ biết họ cần phải làm gì để cả hai cùng hạnh phúc. Cách hấp dẫn đàn ông là để mọi thứ thật tự nhiên. Để đàn ông họ tôn trọng và nâng niu mình, người phụ nữ phải luôn biết tạo ra hạnh phúc. Bất kể đàn ông nào, họ cũng muốn về một ngôi nhà toàn những điều vui vẻ, hạnh phúc, chứ hoàn toàn không muốn trở về nơi áp lực căng thẳng. Bởi thế, khi yêu một chút ghen cũng thú vị, nhưng ghen nhiều sẽ khiến người ta mệt và đánh mất hạnh phúc. Trước đó, Cathy Uyên đưa ra quan điểm của mình khi nhiều người cho rằng phụ nữ không muốn lập gia đình bởi vì họ nhận ra tình nhân và vợ khác nhau. Cô nàng phủ nhận vì cho rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Tình yêu là sự dung hòa san sẻ với nhau. Nhưng với nữ diễn viên Để Mai Tính, phụ nữ không phải để hy sinh. Nếu mình cứ hy sinh thì mình cứ phải hy sinh hoài. Nếu mình đòi hỏi sự tôn trọng thì người khác ngay lập tức phải tôn trọng mình. Còn nếu người ta thấy mình muốn hy sinh thì họ sẽ cho mình hy sinh tiếp. Nói chung, mình cần nói rõ quan điểm của mình để nhận được sự tôn trọng. Trước cách yêu rất bình đẳng của nữ diễn viên sinh năm 1981, nhiều người cũng thấy được cá tính mạnh mẽ của nữ diễn viên. Đến hiện tại, cô chọn dừng lại với gia đình hạnh phúc, cho thấy người đàn ông bên cạnh đủ để Cathy tin tưởng. Diễn viên cho biết, trước khi nhận lời tham gia dự án đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng và được chồng sắp cưới, doanh nhân Vũ Ly Việt tán thành. Nghệ sĩ vào vai một phụ nữ mạnh mẽ độc lập, phù hợp cá tính ngoài đời. "Tôi muốn hoàn thành tốt vai diễn, xem như một kỷ niệm đẹp trong quá trình mang thai. Sau bộ phim này, tôi ngừng công việc một thời gian, chuẩn bị cho việc sinh nở", Cathy Uyên nói.